Ôi giời, ôi giời, ôi giời. Phê chưa? Đấy, chạy vòng quanh. Đấy, view đẹp. Ờ, cứ thả ra bác ơi, cứ thả ra đi. Thả ra. Không được, nó phải yên. Vâng, xin chào bạn đang theo dõi kênh Bánh Sân Trường. Hôm nay anh em tôi đưa lên một kéo rồi nhé. Chuyên qua đêm, qua hôm qua thì tôi có muốn quay các bạn rồi. Nên quay cho bạn đây. Và cũng có thể chuyên cho Bánh Phá TV đây. Anh đằng trước đang dẫn đường nhé. Đây, anh trước à. Đây, anh chủ ngựa, mua ngựa nhá. Các bạn ở trên Điện Biên này, trên Lai Châu này muốn mua ngựa ấy thì cứ liên hệ bên mình, không còn xuống được chỉ cần chốt qua điện thoại mình cũng có thể trở lên mô tả chính xác con ngựa như nào nhé, từ A đến Z, từ link tí một luôn. Đấy, các bạn trên Điện Biên đây nhìn xem, không phải Điện Biên đấy nhé, quay các bạn trên vùng chưa đi đây bao giờ ấy thì các bạn có thể ngắm qua video của anh em chúng tôi nhé. Là bao la và hùng vĩ nhá. Yeah. Cũng gần đến gia đình của gia chủ rồi. Anh kia đang đi trước kia. Thì các bạn tiếp tục theo dõi nhá. Quá trình video như nào nhá. Vâng, đây là điểm trường của bản Hồi Trạ. Đấy, Hồi Trạ đây. Điểm trường đây. Các chị em đấy, yeah. Anh kia vẫn đang đi trước. Mấy trên này đồi xanh ngắt các bạn ạ. Toàn đồi núi cao chập trùng thôi. Được. Toàn sắn ở đây, trồng rất là nhiều sắn. Đi có đoạn đường 4 cây số mà đi mãi không đến. Lên lại xuống, lên lại xuống. Đây các bạn thấy không? Phong cảnh ở đây thế nào? Không khí trong lành. Đấy, đồi núi xanh, mây trên đỉnh núi nhưng mà xanh ngắt luôn. Hơi thóc đây, có như này rất tốt các bạn nhé. Khe suối, khe dệt đường này rất chia tốt. Cô như này đang đi làm chưa này. Đấy, cơ đua các bạn ạ, cơ đua. Giờ sắp đến nhà của anh chủ khách các bạn nhé. Anh chủ khách đã đi trước giờ đang mất hút. Trên này thì không khí rất là trong lành. Mà lại cây cối rất là nhiều, mát mẻ. Hoa ban bây giờ đang rồng này, cây hoa ban đang rồng trên đường. Đấy, bạn thấy không? Nhìn trên xa xa cái mây trắng như bông luôn. Nhìn một cúc bông trên đỉnh núi. Sàn đẹp không? Mấy các bạn thấy nhà sàn đẹp không? Trầu đấy. Vì nhà sàn này với chất lượng này, mát. Ở xã. Đây là trường phổ thông trung học. Đấy. Đậm Vì. Lâu ghê mà trên nơi đèo dốc nhiều quá. Đây, các cháu đang đi học đây này. Đây các bác thương bọn em đi nó khổ sở thì các bác đừng ép giá bọn em nhé. Em thấy cung đường thấy nó quá gian nan, lên dốc và xuống dốc 450 cây số dốc mà không biết đi mười mấy tiếng không hết. Đấy, thấy chưa? Toàn lên đèo thôi mà tiền xăng dầu tính là cái mà bớt này bớt kia nữa. Đấy, gái xinh chưa? Đấy. Bớt này bớt kia lên đổi dốc như này thì xăng dầu xe cộ không thấm ở đâu được.
đây là gần 700 cây, 800 cây. Đấy. Thì 3 triệu 4 triệu tiền dầu rồi. Mà không biết trên này cứ vẫn còn đi khoảng độ mười mấy cây số đường đất nữa thì không biết là như nào đây. Giờ đang đường bê tông nhá. Thế anh chủ vẫn còn đi mấy cây số đường đất nữa cơ. Đấy. Trên này không khí thật mát thật nhưng mà đường đi là hơi nản các bạn ạ. Sato á. Ở trên này thì các bạn ạ, sắn rộng rất nhiều, đấy, đủ nước rồi, đỉnh đồi đủ nước, lúa trên đỉnh đồi luôn, cắt hết một vả thôi. Đấy, đây là đồi sắn nhá, đây là đồi sắn này, toàn sắn là sắn thôi. Đấy. Bên kia thế, toàn sắn là sắn thôi, đấy, nhìn xa xa thôi, sắn hết. Cái chỗ mà nó nông nâu chứ là cái lún nương nhá, lúc già còn lúc già lại, cạnh đồi này sắn hết này, bây giờ sắn hết này, bụi toàn sắn thôi. Ăn bánh sắn thì cực tuyệt vời luôn. À, anh em trên này nuôi ngựa nhá, cỏ rất nhiều này, cố gắng nuôi ngựa thì bắt nhiều nhiều vào đó, để mà chăn ngựa. Bắt một hai con là đi tiền nó hơi bị cước phí, nó hơi bị tốn kém. Đây, giềng này, chít này, mấy, nhiều chưa? Lá này hơi bánh các bạn nhá. Bạn thấy không? Cảnh thì đẹp thật nhưng mà đi hơi bị gian nan. Các bạn tiếp tục theo dõi nhá. Đấy, anh lên cầu bản này, lên hợp cầu bản đi qua ngập tràn này. Anh khách này đi hơi bị ấy đấy, gian sân an. Đất đen. Đất đen, đất đen. Đất quặng. Đây các bạn nhá. Trên đồi kia một cái lúa mới ăn các bạn ạ. Thấy chưa? Những đồi như này một cái lúa này, một gốc dạ này, chơi chọi gốc dạ lại. Thế đỉnh đồi cái gì trồng ấy? Trồng quả cây quả. Ê mà trồng được lúa mới ác lát thật. Hôm nay mình lần đầu tiên nhìn thấy cây lúa nương trên đồi. Đây một đống này. Đây một nữa. Nè. Thấy chưa? Đấy. Cây lúa nương trên đồi. Nào có đủ màu, màu tím, màu xanh, màu đỏ, màu vàng quá hết. Mời các bạn nhá. Bây giờ là đã đến gia chủ rồi. Đấy. Cổng đây. Anh đang dẫn đường xuống xe nhé. Đây bạn nhé, đã đến nhà anh gì nhỉ? Quên tên rồi. Anh tên gì nhỉ? Anh tên gì nhỉ? Chơi. Chơi à? Chơi. Chơi. Nhà anh đây. Rộng, cực rộng luôn. Đấy. Nhà sàn rất đẹp bạn nhé. Nhà sàn đẹp. Thì xe chúng tôi bắt đầu vào đây. Vào đây thì để tập kết hạ xuống nhá. Đấy. Nhà sàn rất đẹp. Đấy. Bây giờ mà kiếm được cái khung nhà sàn này là hơi khó bạn nhá. Không có đâu. Nhà sàn cực đẹp luôn. Ở đây là đang thi công công trường. Để xe nhà ở đây nhá. Đấy. Gỗ đây. Nhà gỗ cực to luôn. Nhá. Đẹp cực đẹp luôn. Và những cái bàn uống nước thì là đẹp nhé bạn nhé. Đây là những khúc gỗ này. Đấy. Gỗ tốt, gỗ quý thôi. Đấy. Và anh em nào muốn xây nhà gỗ thì lên đây liên hệ để anh chơi anh cho gỗ mang về. Đấy. Thấy chưa? Gỗ to nhé. Gỗ lim, gỗ nghiến thôi. Ở đây không, đây bên này ở đây thì nó mát đấy, bên kia sườn đồi bên kia đấy, ở đây không khí rất mát đấy. Chào bà nhá. Đây anh có một số con ngựa đây, mị to chưa. Còn đây nhá, đấy thì, về nhà phát là các bác các chú các anh là rất chi là bồ kết luôn đấy, rất chi là bồ kết con ngựa. Cái nhau một trận nha. Cái thua thì ai cho không.
Dạ. Bây giờ con nào thoa con nào một tiền. Đấy, xuống ngựa nhé. Ngựa rất chi là đẹp. Xuống. Đấy, thấy chưa? Đấy, các ba cái chú anh đến tham khảo thêm và để mua ngựa. Cái gì đấy? Xuống đây. Nó đang mỏi đi tuần qua này nó. Đấy các bạn nhá. Đấy. Đấy thấy chưa? Con đực đỏ này. Con cái. Ờ. Con kêu nó mà, con bé này mấy con đường. Đấy. Con đỏ là được này, trưởng kêu to lắm, bé siêu mà gì. Con này con non quá, hay nào. Thấy chưa? Con cái này nó to thôi. Con cái này đó có con đường to. Con cái này trước để con cái cân bạch kia đúng không? Đúng rồi. Đấy. Nhưng lúc mua về là nó có chở rồi đúng không? Hả? Con này chỉ khát để mà ra mà. Từ ra nó khát thế ra nè. À. Đây con đen này. Con đen là để con kia. À. Con cái đen này nó để hai con kia, con đen này để. À. Tại vì là nó không có con đường thì không có con nào nhảy ra con này thì con này không chuyển ra, con người thì con nhảy. Con đường nha. Béo ngựa rất béo nhá. Đó mập luôn. Đấy, ngựa đây, thấy chưa? Các bạn nhìn thấy đẹp không? Cao pha nhá, to nhá. Khỏe mạnh, đi xuống xe. Con đực kia đéo nổi ta sao? Được. Cướp đực 8. 8 bình thường. Đấy, thấy chưa? Đấy, về ma cũ bắt nạt ma mới nhá. Đấy, thấy chưa? Nào, xí đi. Mày cho phát hàm ngay. Một vài đi không? Nó xuống nguy hiểm lắm đấy. Đấy, chồng à. Con này. Con này dài nhất à? Con này dài nhất à? Rất chi là nhiều ngựa. Chú ơi, con kia có quấy được không? Dạ. Quấy ngựa. Quấy xe. Quấy ngựa có quấy được không? Đấy, thấy chưa? Lâu thả lâu không ấy. Thả lâu không bắt nhàm nên nó hơi. Con người nó đá nhưng mạnh lắm. Đấy, là nó nghịch, hơi nghịch chút. Ai. Rất xa nhau ra, đá một người đấy. Đấy, bắt nhà vào để khỏi đá nhau nhá. Trên xe một con đực. Con đực này ở dưới này nữa. Thì thấy bắt một con lại không thì nó xuống nó cắn nhau bạn nhé. Giống là một vua không hai chúa được. Một đất không hai vua. Đấy, phải bắt được con. Ôi giời ơi, thì phải lo nhở. Cứ thả ra. Đây các bạn nha, đang xuống ngựa cho khách ở Mường Nhé nhá. Điện Biên. Đấy. Rất chi là nhiều ngựa luôn các bạn nhá. Đấy. Cực kỳ nhiều ngựa luôn, có cả bạch, có cả màu. Ui dồi ôi, chưa. Nhưng mà để làm gì? Nhà phải nối con này nó không sợ. Ui giời, bỏ ra đi. Con kia thì xong được. Con kia đang chở. Không sợ, nó không chạy ra đâu. Khổ. Chờ, muốn tao lo tí cơ. Nhá, một cái tôi luôn đến đây tí thôi. Cứ phải lo nhỉ. Trường cầm chạc đi, cầm chạc ra buộc kèo gốc cây cho chú. Con nào đang chở?
Được rồi, thôi thả ra đi. Không nó lại phi ra ấy giờ. Ừ, tránh ra đi, không nó phi vào người giờ. Không sợ. Được rồi, mở ra đi. Mở đi, không đất được chạc đâu. Tháo ra đi, tháo ra đi. Mở cửa, mở cửa đi. Không cần, rồi cứ tháo ra đi. Chạy chưa? Không chạy được lại gần mà. Cứ lo nhỉ. Sợ lại. Đầy chạy đây. Nói cho nó xuống từ từ để mở cửa. Rồi xuống đi. Nó xuống. Đi. Đi xuống. Đi xuống. Rồi. Sao anh ở nhà anh thay cái nhà khác đi nhá. Nhà này nó chật quá. Lấy cái khác, lấy cái nhà cũ của nó. Buộc nó vào, cái kia, buộc nó vào cái đấy đi xe. Buộc nó vào đi xe. Buộc lộng đôi chạc vào. Buộc lộng đôi chạc. Đây, ở đây các bạn nhé. Chuyển giao lên cho bác ở trên mường mường nhé nhá, mường nhé, nậm vi. Một em cái và một em được giống. Kia. Đấy. Xuân Trường Vlog đang buộc nhá các bạn nhá. Đây, đàn ngựa màu nhà anh đấy đây. Đấy, đàn ngựa màu đây nhá. Có cả hạc và hởi này, đấy, con luôn. Hàng bản địa, đấy, bạch bản địa. Đấy, con bạch này là do con khứu này nó đẻ ra này. Đấy, nhưng mà không biết con đực cái nào nó nhảy ra, à, con đực nào bạch nó nhảy. Đây con này hàng Tafa Lai nhá. Đây là nhà anh đây, anh tên là Trây. Đấy, nhà sàn. Xe mình đây. Đấy, rào đi trên 700 cây số khiếp. Đi cứ bảo là đi cái đường bê tông ở mãi cái đường đất đâu đi mãi không tới. Ui giời ơi. Ốp lại cái nhàm đi không nó thít vào kia nó đau nó. Cái nhàm này nó hơi ấy quá. Đấy, ngựa phi là hóa chưa ấy, chạy phấp phới cả. Đấy, ấy, chạy ghê, nó đang cuồng chân. Nó đang cuồng chân cả. Chạy vòng quanh à. Úi giời. Kê chưa? Ấy, chạy vòng quanh.
Thấy view đẹp. Thôi cứ thả ra bác ơi, cứ thả ra đi. Thả ra. Không được, nó phải như thế. Cứ thả ra, nó đang cuồng chân mà, vừa xuống xe xong kệ nó. Nó chạy lúc là lại nín rồi. Đấy. Giờ ấy chạy đẹp chưa? Ấy. Đang đói, đi đường dài quá từ tối hôm qua ăn rồi, hôm nay chưa ăn được cái gì. Đừng cho uống nước vội. Đấy, cứ cho nó ăn bình thường thôi, đừng cho uống nước vội. Sáng mai uống nước. Cho hỏi nó hóa ra sao? Ok các bạn nhé, bên mình đã chuyển sang hai em gỡ một hàng bạch pha lai các bạn nhé. Một em đực và một em cái. Từ ở dưới hợp tác xã ngựa bạch làm phẩm lên trên đây nó gọi là khu vực vị trí địa lý là bản Nậm Vi nhé, bản Nậm Vi huyện Mường Nhé. Đấy. Gọi là xã thì xã Trung Trải. Rồi bản Nậm Vi này, xã Trung Trải này, huyện Mường Nhé, đấy, tỉnh Điện Biên các bạn nhé. Từ ở dưới mình lên trên này ấy, thì nó rơi vào tầm độ trên 700 cây các bạn nhé. Đây với anh em tôi đang trên đường về, thì trên đường về thì có mưa bão rất to nên là anh em tôi muốn về luôn đây, tại vì có công việc ở khu vực sắp xếp một số sản phẩm ở khu vực cầu Kính Rồng Mây bên chỗ Sơn Bình Tam Đường Lai Châu các bạn nhé. Thì các bạn tiếp tục theo dõi hành trình của anh em tôi Bạch Mã TV và Xuân Trường Vlog các bạn nhé. Thì đây quay cho bạn xem đường xá rất chi là xấu luôn nhé. Thì nhà nước thì vẫn chưa làm xong cái con đường này, thì dân đi còn rất khổ cực các bạn nhé. Thì bà con cũng cố gắng thì tìm những con ngựa giống, tìm những cái con ngựa giống tốt về, tìm những con ngựa giống tốt về thì để chăn nuôi tăng gia sản xuất ở những cái vùng sâu vùng xa. Nên là đường đi lại cũng rất khó khăn. Thì mỗi lần bán ngựa thì bà con cũng được khá tiền để bù đắp vào kinh tế các bạn nhé. Đây, cho các bạn xem qua đường đây. Trời mưa rất to, đang có bão rồi nên là anh em tôi phải đi ra sớm, không đến lúc là mưa đường nó trơn trượt nên là xe không ra được các bạn nhé. Đấy, đây các bạn nhé. Mưa đây, gió mưa bão, cơn mưa rất chi là dày luôn. Đấy, đường thì toàn là đường đất thôi các bạn nhé. Đây, đường đất đây cực kỳ là gian nan và phức tạp đấy, khó đi đấy, gió bão ấy, bập bùng cả đấy, các bạn nhìn thấy chưa đấy, gió bão bập bùng cả trời mây đây. Đây các bạn nhìn thấy trời mây cơ, mây đen nghịt luôn đấy. Ok các bạn tiếp tục theo dõi hành trình mình đi về cái khu vực cầu Kính Rồng Mây đấy, quay tiếp sản phẩm cho các bạn xem nhé. Các bạn mà yêu quý kênh Bạch Mã TV hoặc Sân Chuẩn Vlog thì cho mình một like, một chia sẻ, một đăng ký kênh đấy, ủng hộ bên mình. Bên mình có những cái sản phẩm thì ủng hộ bên mình bằng cách là gọi điện trực tiếp đặt hàng hoặc là bấm vào giỏ hàng đặt thì bên mình sẽ ship về tận nơi cho các bạn nhé. Vâng, xin chào các bạn đang theo dõi kênh Bạch Sân Trường nhé. Hôm nay mình giao ngựa lên chỗ Điện Biên, mình chỗ Mường Nhé Điện Biên nhé, xong về đi qua đây chỗ cầu Kính Rồng Mây để chơi đấy, và tham quan đấy. Anh em bạn bè nào ở trên cầu Kính Rồng Mây này mà muốn mua ngựa, muốn ăn thịt ngựa, cao ngựa thì liên hệ bên mình nhá. Đây quay bạn xem đấy. Đây là khu vực chỗ này là thang máy bạn nhá, thang máy của cầu kính Rồng Mây. Đây là thang máy để lên chỗ lên soát vé nhá. Đây điểm soát vé kia đấy, soát vé kia, chỗ kia là nhà soát vé nhá. Đấy, khu vực dưới này. Đây, khu vực dưới này là khu vực bãi đỗ xe bạn nhé. Đấy, bãi đỗ xe đây. Để mình quay camera sau bạn nhìn rõ nhé. Đây khu vực dưới này là khu vực bãi đỗ xe này. Đấy. Và quán ăn nữa. Bãi xe và quán ăn, uống nước. Còn từ đây lên điểm xuất vé này nhé. Xuất vé này thì sẽ có ô tô chở lên. Ô tô kia, ô tô từ chỗ góc kia. Đấy, ô tô kia. Ô tô chỗ này nữa, ô tô đấy.
chở trung chuyển lên trên này, trung chuyển lên trên này, xuất vé đây, trung chuyển từ dưới này lên trên chỗ kia, đường kia, và cái hầm nó đi lên trên đỉnh kia, đấy, cái chỗ kia là đường lên trên đỉnh núi của cầu kính trong mây nhá. Mình hôm nay không lên trên đấy, trời nó không lên, mình không bận, mình lên trên đấy rồi nhá, lên trên đấy rất đẹp. Đấy, đây các bạn nhìn đây, quang cảnh đây. Đấy. Ở xa xa kia là mây bốn quanh núi thôi, view ở đây rất đẹp các bạn nhé. Lên đây mình check in chụp ảnh thì tuyệt vời luôn. Đấy. Và tiếp mình xuống mình quay cảnh cho các bạn xem. Đấy, chưa? Đây thác nước à, thác nước kia rất đẹp nhá. Thác nước ở dưới kia, thác nước, đấy, thác nước rất chi là đẹp. Đấy, dưới này gần nuôi, xuống dưới này gần nuôi cá thế này nữa, cá hồi, cá tầm ở dưới này. Cứ xem mình ở dưới kia nhá, xem mình ở đấy kìa, Bạch Mã TV kìa, những chợ hàng, đấy, xe ở đấy. Đấy. Xe các bạn, xe không lên trên này đâu, mình phải có người quen trên này mình cho xe lên các bạn nhé. Bình thường là xe không lên trên này được, bởi vì sao? Bởi vì là mình chỉ cho xe khách như xe ấy, xe trung chuyển người lên thôi. Đấy. Đấy. View cảnh đây rất là tuyệt vời các bạn nhé. Các bạn trên này thì mình có người quen trên này nhé. Người quen trên này thì các bạn muốn ăn thịt trâu góc bếp này, ăn thịt ngựa lợn góc bếp này, hoặc là chẩm chéo này, hoặc là đồ trang phục này. Đấy. Thì sẽ giới thiệu liên hệ mình sẽ gửi từ trên này về các bạn nhé. Thì mình sẽ giao qua gian hàng bạn xem. Gian hàng ở trên này thì rất chi là các bạn yên tâm đi. Đấy, đây. Các bạn nhé. Mình quay camera sau mình cho bạn xem tiếp này. Đấy, mình đây. Đấy. Đấy, trên cái thác rồi. Đấy, sau thác kia. Đấy. Đây. Mình sẽ quay mô hình ở cái khu du lịch ở trên chỗ cầu kính này nhé. Đây. Đấy. Sơ đồ vị trí các địa điểm du lịch của trên cầu kính này. Đấy. Của tỉnh Lào Cai. Đây, đây nhà điều hành đây. Đấy. Được chưa? Đấy. Nay mai sẽ như này, bây giờ một số điểm là chưa hoàn thiện. Như ví dụ như là homestay này chưa hoàn thiện này, hoặc là cái chỗ cái nhà chòi ở bên đây trên chỗ khu sinh vật như là da thú, những cái con thú là chưa hoạt động nhé. Đây là gian hàng trên này đây. Này là khu vực trung chuyển khách bạn nhé, trung chuyển khách đây. Đấy. Ở đây là đây quán của người quen trên mình đây nhé. Nếu anh em bạn bè muốn mua đồ lưu niệm trên khu vực cầu kính trong mây này thì mình sẽ liên hệ cho các bạn. Ví dụ như là quán này là quán vàng kỷ quán các bạn nhé. Đấy. Vàng kỷ quán, vàng kỷ quán, đấy. Vàng kỷ quán nhé. Đây ở trên này là nhận đặt trang phục này. Đấy. Nhận là trang phục này, đấy, trang phục và may luôn, đo các bạn cứ đo kích thước là mình sẽ may được nhá. Đây, đây cái này nhá, đây, trang phục mà người Nhật này, đấy, cũng may này, thấy chưa? Trang phục người Mông cũng may nhá, đấy, rất chi là đẹp, thấy chưa? Trang phục người Mông ơi, rất chi là đẹp luôn, đấy. Người trang phục người Nhật này, người Nhật đây. Đấy. Và đấy những trang phục người tự may hết các bạn nhé. Nếu các bạn muốn may trang phục thì liên hệ mình sẽ có người may. Đây, chị gái này đây may rất chi là giỏi. Đấy. Chị Xua may rất giỏi nhé. Chị may được. Đấy. Chị Xua may được đây toàn bộ đồ chị Xua may hết đấy nhá. Chỉ có những áo phao này chị mua thôi. Đấy. Áo phao chị mua hết nhá. Đấy. Ví dụ như là các bạn muốn ăn chẩm chéo này. Chẩm chéo đây, mình có chẩm chéo đây. Chẩm chéo nhá. Chẩm chéo đây. Đấy, bếp trên bản đây, bạn nhìn thấy không? Đấy, mình, người thân của mình quen trên này là bếp trên bản nhá. Các bạn vào kênh bếp trên bản thì biết đấy. Đấy, đấy chẩm chéo đây. Đấy, mà thịt trâu đây. Thịt trâu đây.
không được đưa lại cầm. Thịt trâu đây nhá, thịt trâu đây thì các bạn mình nướng qua, khi ăn thì nướng qua nhá, nướng rất là đẹp, thấy chưa? Còn đây là cơm lam bạn nhá, cơm lam. Đây. Ok các bạn nhá. Còn bên mình có gian hàng trên này nữa, gian hàng bên mình đây. Đấy, gian hàng đây, gian hàng để trên này luôn nhá. Đấy, gian hàng để trên này, anh em bạn bè nào ở dưới Hà Nội nên đây du lịch thì cứ lên trên này mua nhá, mình để trên này luôn. Đấy, sản phẩm từ ngựa luôn. Đấy, các sản phẩm thổ cẩm đây. Đấy, cái gian hàng mình để đây và có những sản phẩm cao đây, cao này. Đấy, thấy chưa? Và những sản phẩm lưu niệm đây rất nhiều bạn nhé. Các bạn liên hệ lại Nga vào. Mình là một cái mũ như này, là mũ màu gì? Đấy, thấy chưa? Các bạn cứ lên bếp trên bản. Bếp trên bản nó có những cái rất chi là tuyệt vời luôn. Những hàng tự may hết, chị Xua chị tự may. Mà các bạn muốn đặt may thì đo kích thước chị may may lên xong chị gửi về tận nơi cho, không phải lên tận nơi đo đâu. Đấy. Vòng eo này, vòng 1, vòng 2, vòng 3, chiều cao cân nặng. Đấy, các bạn. Các bạn cứ đo thế xong các bạn gửi lên cho số đo cho mình gửi cho chị Xua này là chị may được ngay. Hàng rất chi là đẹp. Đấy. Từ người nhỏ cũng có nhá, trang phục người nhỏ cũng có. Trẻ em người lớn có hết đây, trang phục trẻ em đây. Đấy, rất chỉ đẹp nhá. Cứ đo số đo chiều cao cân nặng là sẽ lên được bộ trang phục đẹp. Đây, đấy, mình đây, mình đang đứng ở trong quán đây nhá. Đấy, quán này rất chỉ là bắt mắt, mình nhìn thấy cái nào cũng đẹp. Đấy, các chị em phụ nữ mặc áo này thì nhìn như người người Tây Tạng, người Mông luôn đấy. Đúng rồi, có những cái bộ của người Nhật luôn. Mình có bồi đây, có mũ có bồi đây. Mình có mấy cành anh. Bạn thấy cái thác nước đẹp không? Thác nước rất chi là đẹp, hùng vĩ luôn. Hôm nay lên đây mưa to nên thác rất chi là đẹp. Thác rất chi là cao luôn. Đấy, mây này, mây trắng như bông. Đấy. Đây anh Bạch Mã TV, anh đang ngắm nghía khung cảnh này. Đấy, thấy chưa? Khu vực này là khu vực trung chuyển khách. Nhà bên kia có hai cô gái xinh lắm, bán hàng rất chi là xinh. Đấy, đây xe trung chuyển từ trên cầu kính xuống này. Đấy, xe này xe trung chuyển này. Đấy, thấy chưa? Khách lên hay khách xuống là từ xe là hết. Vào đây xong là soát vé mà đi lên trên. Đây các bạn nhé, đây là chẩm chéo Tây Bắc. Đấy, chẩm chéo Tây Bắc đây. Đấy, các bạn muốn ăn thì cứ đặt hàng nhé. Ở trên Tây Bắc này làm ra xong là các bạn đặt hàng bên mình là mình ship từ trên Tây Bắc xuống. Đấy, bếp trên bản chẩm chéo Tây Bắc, hương vị Tây Bắc. Cơm lam kia là bao nhiêu tiền một cái hả chị? Đây. Đấy, thấy chưa? Còn đây là thịt trâu gốc bếp nhé. Thịt trâu gốc bếp đây. Cái này là trong túi này xong có cả gia vị luôn các bạn nhé. Gia vị này. Các bạn mua kèm theo gia vị luôn, các bạn không phải lo gia vị nhé. Hút chân không mà rất chi là... Hút chân không là sẽ đảm bảo được để rất chi là lâu nhé. Nha. Đấy, còn đây là... Còn đây là thịt lợn. Thịt lợn hun khói các bếp. Lợn này cũng để rất lâu nhá, để hàng tháng trời ăn thoải mái nhá. Đấy, cái này đấy, để hàng tháng trời luôn, ăn rất chi là thoải mái luôn. Mỗi túi này 5 lạng. Đấy, thấy chưa? Rồi, cơm lam lại thế. Các bạn muốn ăn cơm lam thì mình sẽ hộ gửi về luôn nhá. Đấy, gửi về tận nơi luôn. Các bạn alo phát là mình gửi về tận nơi luôn. Đấy. Mình gửi cứ từ vài chục đến vài chục cái mình gửi được. Đó, anh em bạn bè nào mà muốn ăn chung mua một lần mua chung và ăn chung được. Đấy, thấy chưa? Chẩm chéo lại thế, chẩm chéo ăn rất chi là chấm rất chi là ngon. Đấy, chẩm chéo ngon cực ngon luôn.
Đây gia vị này có sẵn trong túi luôn. Ăn về nướng qua này, cái thịt trâu này ví dụ nhá. Đây thịt trâu này. Miếng ngoài này nhá. Để nướng qua đây này. Đấy. Xong lấy chày đập nó nát đi. Đấy. Đã ăn ngon. Đấy. Hoặc là hấp cơm nhá. Hấp trên cơm, hấp nồi cơm cho nồi cơm hấp. Ăn ngon. Bia, nếu thanh bia, nếu thanh bia. Dạ. Chéo này các bạn này, đấy, các bạn múc ra một miếng chấm chéo ra này, xong rồi các bạn bóp cái chanh vào, đấy, hòa quấy lên ăn chấm thịt luộc ăn rất là ngon nhá, đấy, thịt luộc ăn cực ngon, tê tê cay cay thơm thơm, đấy, chua chua ăn ngon cực ngon luôn. Đấy thấy chưa, du khách ở khắp nơi đến đây, người vùng miền đi qua lên khu vực cầu kính Rồng Mây các bạn nhé. Đây cổng này là cổng khu vực chờ khách, khu vực chờ chính đón khách đây. Hả? Đây không phải người Trung Quốc. Mời các bạn ăn cơm cùng với anh em chúng tôi nhé. Đấy, chỗ vàng thịt quán mà bếp trên bản trên này đây. Có món ăn rất là đơn sơ nhé bạn nhé. Rất là ngon. Món ăn dân tộc. Đấy, món thịt lợn đây này, xào này. Đây là lợn bản các bạn nhé. Xào bản các bếp này. Rất là ngon nhé. Em đi ăn món thịt lợn. Ý làm bên mình sẽ tạm thời mang mấy cân về dùng. Vâng, các bạn ăn cùng mình nhé.